Xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình đang có mặt tại Tân Uyên, Bình Dương để bàn giao và chuyển giao cái máy cá vỏ GS24R này. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến quý vị các bạn cái quy trình và cách ra giá vỏ. Đây là một cái vỏ rất là lốp cứng này. Đấy. Thì mời quý vị các bạn cùng mình hôm nay là đi vào để thực hiện và thực hành cái cách ra giá vỏ này bằng cái máy giá vỏ GS24 nhé. Anh ơi, đây là một cái mâm và cái vỏ đây là một cái loại dạng là rất là cứng và gọi là khó ra nhất của các dòng lốp của mình. Đấy. Thì nguyên lý và quy trình đầu tiên của mình trước khi tiến hành vào giá vỏ thì khi mà mình đã tháo được cái vỏ này xuống khỏi xe rồi thì bây giờ mình cũng xác định được cái vị trí bị thủng này, bị lủng ấy. Đấy. Thì đối với cái này thì anh lưu ý giúp em nhé, là mình sẽ cần phải chuẩn bị cho em một cái bút xóa. Mình sẽ có thể đánh ngang hoặc là gọi là mình anh sẽ đánh dọc này, đánh ký hiệu cho em nhé. Một là đánh ký hiệu mặt trước, hai là ký hiệu đánh mặt sau. Đấy. Để xong nó khi mà mình ra vỏ thì mình sẽ có cái định hướng mình gióng theo lại ra. Mình đừng đánh trực tiếp lên cái vị trí bị lủng nhá. Vì khi anh tháo ra rồi mình lăn xuống đất, nhiều khi nó bị mờ vết dấu đi là mình lại không xác định được cái vị trí bị lủng của nó này. Đấy. Và cái thứ hai nữa, khi anh đánh dấu bằng vào cái mặt trong ấy thì sẽ phân biệt được cái mặt trong và mặt ngoài của cái vỏ này. Đấy. Rất nhiều trường hợp là tháo ra vì hai cái thông số hai mặt lốp nó giống nhau, nhưng mà khi đi nhiều ấy, thì cái mặt lốp trong bao giờ nó sẽ bị bạc và chảy màu hôi. Đấy. Nhiều khi mà mình quên một ít là mình sẽ lại không phân biệt được này. Đấy. Đấy. Khi mà mình sau khi mình đã xác định được cái vị trí bị lủng rồi thì anh sẽ tháo ra và dùng cái bộ tháo Tivan này anh vặn này để tháo hết toàn bộ cái lực hơi trong bên trong lốp này ra. Trước khi vào cái quy trình thì em lại xin giới thiệu anh qua một chút về cái chức năng của máy. Đối với máy thì nó sẽ gồm có 4 cái bàn đạp chức năng. Một là bàn đạp đây bàn đạp ngoài cục là bàn đạp quay kiểu mâm quay mâm kèm này. Bàn đạp thứ hai nó sẽ là cái bàn đạp ép lốp của mình. Cái bàn đạp thứ ba nó sẽ điều khiển cái ra vào của gỗ kẹt. Bàn đạp thứ tư nó sẽ điều khiển cái cần mở vị của mình. Đấy. Và trên đây nó có thêm cái tính năng là tay hỗ trợ thì đè tay trợ lực ấy. Thì nó sẽ có các cái bộ phận tay có ba cái điểm chi tiết để mà mình làm. Đây là bộ phận trợ lực này. Thì nó có điều khiển là tác động lên xuống để mình ép và lốp. Đấy. Sau khi mình tháo hết hơi này thì việc đầu tiên của anh ấy, là anh sẽ phải ép lốp ra khỏi cái phần mâm này này. Anh phải lưu ý cho em nhé. Anh hơi lưu ý cho em này. Đối với rất nhiều cái lốp bây giờ trên thị trường nó có gắn cái hệ thống cảm biến áp suất lốp. Mình sẽ tránh trực tiếp là không ép thẳng trực tiếp vào cái phần lốp này, phần van của nó. Anh sẽ tách ra cho em. Một là tách làm 3, hai là làm 4 nhưng mà nó sẽ hơi chênh nhau một chút qua khỏi cái van đi. Và lưu ý nhé, đối với các dòng lốp cứng này này, anh bình thường của mình nó sẽ ốp theo cái vành của mâm này. Thế đối với vành lốp cứng này thì anh nên hơi chênh ra cho em một chút nhé. Anh ép để làm sao này, nhìn cái vành lốp này nó ra thoát khỏi cái phần vành mâm. Chơi lên bàn mâm kèm này thì nó sẽ có 4 cái mấu từ này. Thì tiêu chuẩn từ nhà sản xuất hoặc tất cả các bên cung cấp thì em khuyến cáo anh là nó có hai cái chế độ, một là kẹp vành trong, hai kẹp vành ngoài. Kẹp vành trong là nó sẽ cái phần vấu kẹp này này, nó ăn thẳng trực tiếp vào cái phần mép trong của la răng. Đấy. Còn vào ngoài thì nó sẽ có cái phần ấy nó kẹp vào mâm vành ngoài của la răng. Đối với cái hệ thống mà của mình chuyên chăm sóc ấy thì là mình tốt nhất là mình kẹp ngoài anh nhé, nó sẽ có cái lớp bảo vệ cao su bảo vệ này, đấy, nó sẽ tránh bị xước mòn mòn mâm mòn ra răng này. Khi anh kẹp được rồi này, anh sử dụng cái tay trợ lực này nhá, con này đầu tiên nó sẽ là hỗ trợ mình này. Khi mình ép rồi nó vẫn ra rồi, nhưng mà khi lên riêng cái độ này thì của mình nó sẽ có các
các vật này của mình nó sẽ vẫn có độ lẩy nhất định thì mình sẽ phải kiểm tra trước khi ra bãi bỏ đấy, phải kiểm tra và bôi cho em một lượt xà bông. Tác dụng của cái này nó sẽ là tránh cái sự ma sát đấy, nó làm bôi trơn nên cái sự ma sát thì nhiều lốp rất là đi nó lâu, nó rất nhiều cặn bẩn đấy. Mà thứ hai khi mà mình mới ra nhiều con nó bị lốp nó hơi cũ, nó độ răng ra rất là cao, mình không có độ bôi trơn thì nó sẽ ma sát và nó nhiều khi nó làm rách lốp. Con này của em nên nó có điều chỉnh chế độ là nó khóa bằng hơi nên rất là an toàn. Em có thể điều chỉnh ra và tùy vào loại lốp để của mình có thể điều chỉnh. Đấy, tùy vào loại lốp nhé. Khi mà anh chỉ cần điều chỉnh một lần thôi. Điều chỉnh theo giúp em này. Cứ đầu tiên cho hơi sát vào nhau. Đấy, khóa vào một phát bao giờ cái độ của nó sẽ có phần lẩy ra cách nhau một chút để tránh cái sự ma sát. Như nãy anh em mình ép rồi nó đã lẩy ra rồi này. Đấy, như đối với anh kiểm tra một lần nhé. Riêng đối với cái mở phát đầu tiên của mình ra thì cái đoạn giữa đốt sướng nhau anh phải đẩy cho nó ép xuống qua cái phần vành này. Được rồi. Kiểm tra cho em qua một lần nhé. Nếu mà cái độ găng này của anh này chưa ra hết này, anh em lại một phát nhé. Riêng cái độ lại đừng cố ra quá nhé. Anh cứ từ từ ra, nó có nguyên lý của nó là anh cứ kiểm tra nó ra hết ở dưới cái phần mâm nhựa thì nữa nó sẽ ra hết. Anh cứ tách ra cho em đi. Chỗ này là thế nào anh phải để cho cái vành của nó dưới cái vành này thì da nó rất là nhẹ nhàng. Khi cái lúc riêng ra bọn chúng với bọn lúc cứng này nhá, riêng mà đã cái lúc mà da nó bị găng đừng cố ra nhá. Anh cứ chỉ kiểm tra lại cho em ấn xuống làm sao này, xong là tìm cái vị trí nào nó bị căng này, đè xuống, nó có tay trợ lực này nó đè xuống rất là nhẹ nhàng. Đấy, như đây này, đừng thấy căng quá là mình cưng đừng cố nhá. Được cái điểm nào nó chưa qua được hết thì mình sẽ lấy ra. Chứ các cái lốp này mà mình càng cứng càng tăng tăng là rách lốp luôn đấy, nó là bị mòn hoặc là các cái lốp xước cái này. Cái này nó chỉ cần ra được 2/3 là nó tự nhiên kẹp lúc nhỏ.